Sóc Cò TV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2021. Mình muốn chia sẻ cho các bạn một ít về dòng hồ điệp lá phát tài, hay thường gọi là hồ điệp lá biên các bạn nhé. Trước khi nói vào cái cây này nó giá như thế nào và mình muốn chia sẻ với các bạn ít về đặc tính của cái cây này. Cây này là cây hồ điệp, bản thân nó là hồ điệp mini, nó không có hàng đại các bạn nhé. Và hàng này được lai tạo và được tạo cái vẹt vàng đây này, nên người ta hay thường gọi là lá phát tài hay thường gọi là lá biên. Những cây hồ điệp bình thường người ta không có, và riêng bản thân em này em chỉ có hai màu thôi, các bạn muốn có nhiều màu cũng không được nhé. Sở dĩ em này chỉ có hai màu đó là màu tím sọc và màu hồng sọc, mình sẽ để góc màn hình cho các bạn tham khảo này. Các bạn trồng em này từ bây giờ cho đến khoảng độ là 5-6 tháng nữa là các em sẽ cho ra bông. Nếu các bạn muốn vào dịp Tết thì có thể là đến tháng 9, tháng 10 chúng ta kích bông thì em này sẽ rơi vào dịp Tết nhé. Thì rất là ý nghĩa. Còn lâu bây giờ chúng ta trồng thì mình khuyên các bạn là chúng ta nên bỏ 2/3 giới này ra này. Mình khuyên các bạn nên bỏ 2/3 giới này ra để lại 1/3 giới. Sau đó chúng ta chèn than củi hoặc là vỏ thông đấy để cho cái rễ nó bám vào cái thành trọt, bám vào cái than, bám vào cái vỏ thông. Thì khi cái rễ nó bám vào vỏ thông thì cây nó sẽ tự ra bông nhé. Cho nên hiện tại cây của chúng ta nó chưa có rễ bám vào giá thể. Thì các bạn đừng nên cho ra bông, bởi vì nếu mà có ra bông thì nó cũng không có nuôi được ngồng đâu. Bởi vì cây nó chưa khỏe mạnh mà. Mẹ không khỏe thì chắc chắn là sinh con sẽ không khỏe mạnh rồi. Nên vì vậy mà về các bạn có khoảng thời gian là 6 tháng. Thì bây giờ cho đến 6 tháng nữa các bạn làm sao mà cho cái cây này nó ra bám thành chậu đây này. Mình chia sẻ. Đây là hai chậu mà mình trồng cách đây cũng được 6 tháng này. Các bạn trồng làm sao mà để cho giá thể cái rễ của em này bám vào cái giá thể này này, bám vào thành chậu này, bám vào than hoặc là củi này đó, thì các em sẽ cho ra ngồng, hai ngồng luôn này đó. Các bạn nhìn thấy rễ đang đi bò mạnh không? Như thế này thì theo mình nghĩ là sẽ tốt hơn. Bên đây cũng vậy này, rễ nó sẽ bám vào thành chậu như thế này này đó, thì lúc đấy các em sẽ tự cho ra bông hai ngồng luôn này. Bản thân em này mình trồng 5 chậu dòng này, bản thân cái dòng này mình trồng 5 chậu thì ra bông 4 ngồng luôn, 4 chậu, còn 1 chậu chưa ra bông. Tỷ lệ thằng này trồng sống rất là cao. Cái dòng này thì là mình thấy có một cái đặc tính là em này sinh trưởng chậm. Em này sinh trưởng chậm hơn so với dòng hồ điệp, ví dụ hồ điệp 1 năm ra khoảng độ 5 lá. Nhưng mà em này 1 năm ra khoảng độ 2-3 lá thôi, 3 lá thôi. 3 lá. Màu thì cũng không có được đa dạng cho lắm. Em này chủ yếu là chơi lá. Nhìn bộ lá rất là đẹp, phát tài phát lộc. Em này là hàng mini nhé, không có hàng đại đâu các bạn nhé. Em này là chỉ là hàng mini thôi, không có hàng đại. Các bạn muốn hàng đại cũng không có. Các bạn nếu mà muốn sưu tầm vào những dòng lan thì có thể là chúng ta chọn em này. Em này thì có một cái đặc tính, đó chính là sinh trưởng chậm này. Sinh trưởng chậm và hàng mini. Nhưng mà em này đặc biệt là chính là rất là dễ sống. Dễ sống hơn hồ điệp rất là nhiều các bạn này. Mình trồng em này tỷ lệ sống khá là cao, 100%, và tỷ lệ đạt bông ra bông ấy, ra ngồng thì là 80%, còn mỗi một giò nữa. Mình trồng 5 chậu mà, 5 chậu thì 4 chậu ra bông, 1 chậu chưa ra bông. Tất cả sống đều 100% luôn. Thì 1 chậu này bên mình bán với giá là 80.000 một cốc. Hàng này mình không có bao ship cho các bạn nhé. Hàng này không bao ship. Nếu các bạn mua 10 cây thì mình mới bao ship cho các bạn. Còn đâu là dưới 10 cây mình không có bao ship cho các bạn đâu. Và dưới 10 cây phí ship là 40.000 các bạn nhé. Các bạn đặt 1 cây hay 8 cây, 9 cây cũng 40.000. Trừ khi các bạn đặt 10 cây thì mình sẽ bao ship cho các bạn. Hàng này thì mình bán rất là sát giá. Tại vì là mình chuyên bán về đai châu và hồ điệp nhiều hơn. Mình muốn chia sẻ một ít với dòng này để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn và mang tính chất là sưu tầm đó. Chứ dòng này mình không có khoái bán dòng này lắm. Thì một cây là thường thường là các em này là cây, một cây cũng độ là 6 lá. 6 lá các bạn nhé. 1 2 3 1 2 3 lá chân mình không có tính. Thường thường các em này là một cốc này là được 6 lá. Đây này các bạn này. Và em này thường thường có những bộ rễ rất là đẹp. Còn về cách chăm sóc thì các bạn bỏ 2/3 giỡn ra để lại 1/3 giỡn. Các bạn chăm chủ yếu là dùng nước vo gạo B1, dịch chuối và phân 20 đều
và giải một ít phân tam trọng như là phân ri lan hoặc là phân chuồn quế hay là phân chì của Nhật cũng được, miễn là phân tam trọng. Sở dĩ các em này là hàng mini nên vì vậy mà các em ấy khá là nhỏ. Nếu mà sau này các bạn chăm một thời gian ra thì lá em ấy sẽ dài hơn một chút xíu thôi, có thể là maximum mà được khoảng độ là 10 cm 10-15 cm đó. Bông thì rất là nhỏ, bông thì nhỏ, em ấy lâu tàn, hương thì không có thơm. Nói chung là cái dòng này chủ yếu là chơi lá, giống như là một cây trang trí trong nhà vậy, giống như cây lý hổ á, cây lý hổ các bạn treo trong nhà đó. Lá đẹp không? 80.000 một cốc các bạn nhé. Các bạn có thể là chỉ là cái này chỉ mang tính chất sưu tầm thôi, các bạn sưu tầm chút xíu. Mình trồng vườn lan mình mấy trăm chậu nhưng mà mình chỉ yếu là mình sưu tầm dòng này có 5 chậu thôi, không có nhiều. Để cho biết mặt bông nó làm sao và biết đặc tính của cây này như thế nào để lên đây ngồi chia sẻ cho các bạn nè. Chứ không phải cái gì mình cũng lên đây mình cũng nói thao thao. Mình muốn trồng một cái, mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái cây nào, bán cho các bạn một cây gì đó thì trước tiên là mình phải trồng và mình quan sát xem cái đặc tính cây như thế nào để mình chia sẻ cho các bạn cái cách trồng và cách chăm sóc làm sao một cây nó khỏe mạnh nhất. Nên các bạn yên tâm, đến với Shop Cỏ TV có thể là mình sẽ bán giá cao hơn so với thị trường chút xíu. Cái đấy là sự thật. Bởi vì rằng là bản thân mình không phải là nhà vườn, mình chỉ là người chơi lan giống như các bạn thôi và được mọi người yêu quý rồi dặn dò là đi sưu tầm lan và để chia sẻ cho mọi người. Nên vì vậy mà thường thường cái giá của mình là không thể thấp hơn được, thường thường sẽ cao hơn nhà vườn chút xíu. Bởi vì là mình đâu phải là con vườn thứ thiệt đâu, mình cũng chẳng phải nhà vườn cả, mình cũng giống như là một người chơi lan thôi, sưu tầm cho các bạn thôi, chứ không phải là mang tính chất là thương mại ở đây nhiều quá. Bởi vì mình còn làm nhiều cái việc khác nữa chứ không phải là mình chỉ là bán hàng bán lan. Mình không phải là mình chủ yếu là mình ra ngoài vườn trồng lan chuyên nghiệp, mình cũng phải có cuộc sống riêng của mình. Đấy là chia sẻ qua chút xíu để các bạn hiểu về mình hơn, chứ không phải là mình là người một người bán lan chuyên nghiệp các bạn nhé. Ngày trước thì mình có chia sẻ một ít về trồng lan, mình thấy các bạn trồng lan bị chết rất là nhiều, đặc biệt là về lan họ đẹp đó. Thì mình cũng nghiên cứu về cái dòng này và mình trồng, mình thấy sống và mình biết cái đặc tính của cây đó mà mình chia sẻ cho mọi người cách trồng lan để làm sao mà mình muốn là nhà nhà có bông, người người có bông. Nên mình chia sẻ cho mọi người yêu quý rồi bổ rằng là cố gắng đi sưu tầm để chia sẻ cho mọi người. Bởi vì bây giờ trên mạng rất là nhiều chỗ bán lan nhưng mà để tìm được một địa chỉ uy tín thì rất là khó. Nhiều người bán thật đấy nhưng mà để tìm một cái địa chỉ uy tín thì rất là khó. Nên vì vậy mà mọi người tin tưởng thì dặn dò mình đi sưu tầm lan thì mình cảm thấy điều đấy cũng rất là vui và thấy tự hào. Và thường thường mình hay tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống của mình là bằng cách là chia sẻ cái cách trồng lan và làm những cái video để chia sẻ cho mọi người hàng ngày như này này. Thì đấy cũng chính là những cái niềm vui của mình tìm trong cuộc sống đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Đôi nhân tiện đây mình chỉ nói một chút xíu về bản thân để cho mọi người hiểu về mình hơn. Và nếu có điều gì mà còn chưa làm hài lòng các bạn thì có thể là các bạn hãy comment góp ý giúp mình để mình làm những video sau sẽ chất lượng hơn và tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn.